Chiều ngày 31 tháng 8, Công an thành phố Huế cho biết vừa tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Huế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng đối với Lê Hữu Hiền, trú thành phố Huế, chủ quán karaoke Family, có hành vi không thực hiện quyết định phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng. Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Đội Cảnh sát quản lý hành chính Công an thành phố Huế phát hiện quán karaoke Family, địa chỉ 152 đường Bùi Thị Xuân, phường Đúc, thành phố Huế, do ông Lê Hữu Hiền làm chủ, đang hoạt động kinh doanh khi thành phố đang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 2 phòng, gồm 15 khách đang mở nhạc, hát karaoke và nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành test nhanh, có 10 trên 15 khách dương tính với ma túy. Đơn vị đã tiến hành lập biên bản để xử lý nghiêm số đối tượng này. Đối với ông Lê Hữu Hiền, ngoài xử lý hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng, Công an thành phố Huế tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý thêm ông Hiền về hành vi hoạt động kinh doanh để các đối tượng lợi dụng sử dụng chất ma túy.